Hello, quay back cho đây chơi Tích War. Ok, mình nhá. Vào game rồi. Tất cả đều lên hết rồi. Đại chiến mất. Kia nó ra nhanh quá. Đội bạn đã rút binh rồi nè. Chuẩn đấu chưa thoát. Chạy đâu nào? Thôi 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 thôi. Đuổi heo. Tăng kích thước sao ấy, mình chuẩn tăng kích thước. Ui to quá, xuất binh xem kẻ địch nó có cái gì nào. Gian bot này chiến. Mình vừa cho khổng lồ lên. Ui hồ to. Khổng lồ to chưa? Cái gì vậy? Khổng lồ không ăn được luôn. One hit thôi. One hit này. Mấy con này nhìn đẹp quá. Khẩn trương thế nào. Cứ ăn đi qua. Cho con này to lên rồi. Khổng lồ nhìn đáng sợ thật. Ồ, chỗ này mob giống bị lỗi này. Nó thiếu này. Nát nhà. Gần 4 phút này. Đã chơi Surprise City Man. Rồi thôi, online luôn. Ây à, ok. Gặp Hook. Úi dồi. Úi dồi. Hook không thể chống được. Ây da, vẫn bay lên này. Khủng đấy. Hiệp 2 này. Ôi hiệp 2 mình có bom. Tuyệt vời luôn. Cho ngay quả bom mồm luôn. Mình rất thích vũ khí là quả bom. Câu bom này.
Đây. Gặp Lam Lu. What the, vũ khí gì mà lợi hại vậy? À, thua luôn rồi. Có bom. Thắng chưa? Chúng ta được khuyến mại thêm một ván nữa, nhưng mà khả năng là không thắng được cái team này đâu. Không thua. Lại gặp Húc tiếp này. Có vẻ như mọi người rất thích cái nhân vật này. Toàn thì chọn đi đánh online toàn gặp rồi. SpongeBob. Lại phải chơi lại game này. Game này nó cứ vào với ao. Bón cho hai cái bánh rồi. Trời ơi, khách chiều lâu này một điểm mất. Sang quán game khác. Boom thêm nè. Thanh niên này cầm một cái bánh không có gia vị. Mình nó bơm luôn này, đầy đủ rồi. À, chơi game này dễ thế đấy. Stickman Jai Black. Tàn hình, tàn hình mà vẫn bị bắn này. Rất chịu ác còn. Chúng ta đã chọn cái cưa này đi. Cấp cứu luôn. Chọn cái này đi. Không được. Thành người điện này. Ghê chưa? Có đấu với ông cảnh sát này luôn này. Chúng ta tiếp tục chơi Squid Game. Yeah. Đắp một kill phát nhỉ. Tiêu diệt hết luôn. Các thanh niên này. Các thanh niên này. Đây, còn người cuối cùng đây. Hết sợ, hết sợ. Yes.
quá khó khăn. Và sang season tiếp theo. But no, chỗ này có bom các bạn ơi. Mình có dao đấy. Cái con ơm mong nhỉ. Đà, mấy đứa kia rốt quá, cứ đi vào bom. Đà, này dính cái bom rồi. Kể lại nha, quả này không thắng, không chơi được game khác luôn. Cho các bạn ấy là đi trước rồi dọn bom nè. Mười lăm giây nữa liệu có ok. Đúng rồi, kinh nghiệm là cứ đi sau. Đi trước mực tay này nó toàn dám mà bom. Squid Game với vẻ dạo này hết hot rồi. Chết này. Win rồi. Cái màn bắn bi này thì đơn giản rồi. Nói thế thôi, không đơn giản thế nào. Cái game mà chúng ta chơi sẽ đọc. This game đây rồi. Game này phải chơi âm thanh to lên mới vui. Bịt luôn cái này này. Ông cũng già luôn. Đốt thế nào được. Quá xuất sắc luôn này. Chúng ta quanh vùng luôn hai con này. Oh my god. Cái ông nó xô hết rồi. Chúng ta phải chắc chắn hơn. Chúng ta làm cái móc đây. Nào đi đi. Móc đây luôn này. Chơi game này vui cực kỳ. Thank you.
ta xem còn game nào không. Super Hero Vision. Này phải đẩy lên tí nữa mới nhìn được. Mắc cái chân ở giữa này. Thả xuống. Ô, thắng chưa? Chưa thắng này. Tết tuyệt lè luôn. Ui, không được hại cái ông áo trắng nhá. Ok, Tom run. Yeah, đây cũng có mấy bạn luôn này. Chúng ta chạy trong rừng. Ui sao một game kiểu gì thế này. Để đẩy xuống nó nhìn được, nó không nhìn được đâu. Này xong rồi tắt bỏ nhạc, không có tắt nhạc. Đây phiên bản mới thử nghiệm sao ấy. Khi mình cảm thấy nhân vật nó không ổn nha. Goodbye.